chia tay với nội dung nhảy cao. Ở môn điền kinh, chúng ta cùng chuyển qua với môn ushu thao lu. Đây là nội dung thi đấu cuối cùng ở môn thao lu quy mô diễn trong buổi sáng ngày hôm nay, và đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của các nội dung thao lu tại SEA Games 25. Đây là nội dung thi thái cực kiếm của nữ. Vận động viên đang trình diễn đó là vận động viên LINDSWELL của Indonesia. Trong số 4 nội dung thi đấu chung kết cuối cùng của môn ủ su thao lu quyền biểu diễn trong buổi sáng ngày thi đấu hôm nay của SEA Games 25, diễn ra với tổng cộng là 4 nội dung chung kết, gồm có trường quyền nam, nam quyền nam, thái cực kiếm của nam và thái cực kiếm của nữ. Ở cả 4 nội dung này, chúng ta đều có vận động viên tham gia. Ở nội dung trường quyền nam có vận động viên Trần Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Quyền. Ở nội dung nam quyền nam, chúng ta có vận động viên Phạm Quốc Khánh. Ở nội dung thái cực kiếm của nam, chúng ta có vận động viên Nguyễn Thanh Tùng. Và ở nội dung thái cực kiếm của nữ, chúng ta có vận động viên Trần Thị Minh Huyền. Trong số 4 nội dung thi đấu thao lu buổi diễn sáng nay, chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào vận động viên Phạm Quốc Khánh. Và Quốc Khánh Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành được số điểm ở bài thi nam côn nam là 9.70, cùng với bài thi nam quyền trong buổi sáng ngày hôm qua cùng với số điểm là 9.70, để đăng quang mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu này. Ngày thi đấu này cũng hứa hẹn là một ngày đổ bộ những cơn mưa vàng đến với đoàn thể thao Việt Nam ở rất nhiều môn. Hoàn thành bài thi thái cực kiếm của mình. Trong ngày thi đấu này, chúng ta còn tham gia ở các môn thi đấu có khả năng giành huy chương như là bắn súng, đá cầu, vật tự do của nữ, bắn cung